Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 408. Ở bài toán này, việc đầu tiên là thầy sơ đồ hóa bài toán. Hyperbol này của thầy cũng chưa hề biết công thức là gì cả. Vì thế thầy đặt tổng quát là CHI. Đốt cháy lên ra CO2 và nước, thầy gọi số bon CO2 là A, nước là B. Như vậy thầy phải tìm ra A và B. Thế để tìm A, B thì bằng cách nào? Thứ nhất là thầy dùng bảo toàn khối lượng 12A cộng 2B bằng 4,872. Đây chính là khối lượng của C cộng khối lượng của H. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng dung dịch giảm. Sẽ bằng cái làm cho nó giảm là cái kết tủa, trừ cái làm cho nó tăng là của CO2 và nước. Đây. Giải phương trình các em tìm ra A và B. Tìm được A, B rồi. Bây giờ thầy tìm công thức đơn giản nhất của CHI, tức là tìm X chia Y. X chia Y sẽ bằng số mol C chia số mol H. Và bằng tỷ lệ là 2 chia 5. Sẽ bằng 0,036 chia cho 0,042 nhân 2. Kết quả tỷ lệ là 2 chia 5. 2 chia 5 thì ở đây đáp án A, B, C và D thì chỉ có công thức của đáp án C này là có công thức đơn giản nhất là 2, tỷ lệ 2 chia 5 mà thôi. Vậy đáp án của thầy là C4H10. Đó, đáp án thầy là đáp án C.